Nào tìm chị nào, chào cô chú không? Tìm chào cô chú. Xin sao cô chú? Em đang luộc cái gì đấy tìm? Theo gì? Kẹo dừa hổng nha, nè, nó ăn nè. Kẹo dừa Bến Tre này của bạn ở đi Việt Nam. Bạn đi Việt Nam rồi bạn gửi hàng qua, không cô chính chứ. Gửi hàng qua đó rồi mà bạn cho kẹo dừa này. Bỏ chung kẹo dừa gửi cho hai đứa nó ăn thử nè. Bao nhiêu? Kẹo dừa này tên là Bà Tỏ Bến Tre, ăn cũng ngon nha. Kẹo dừa này ngon ha tim ha. Đó em thở này đó nè. Đúng rồi Thá. Đưa mà chỉ cho. Em làm được hổng nha, đó. Ăn cũng ngon, thơm mùi nước dừa ngon. Em ngửi luôn hổng nha. Chị Na đâu rồi? Chị Na đâu rồi tim? Nha xong nói chị Na đâu? Chị Na đi đâu rồi? Hơi Rồi em ăn cá thôi hả? Rồi mà hỏi chị Na đâu rồi trả lời không? Chị Na đi họp mà anh trả lời ở họp. Chị Na bao nhiêu tuổi rồi tim? Chị Na bao nhiêu tuổi? bay Dạ 7, nó đàng dạ hoàng. bay Chị Lena 7 tuổi, nó là đàng hoàng. Nói chị Lena 7 tuổi. thì là bay thôi. Đúng rồi, anh nói 7 hả? Na 7 tuổi rồi, anh này 5 tuổi nè. Hai đứa nó cách nhau 2 năm. Lát em bỏ ra cho Ma cái đó được chưa? Đó cái dừa của em ấy, cái này bỏ vô cái bịch cái thùng rác màu trắng nghe không, nhựa nè, đồ nhựa ở bên đây họ phân loại rác ấy. Mấy cái nhựa là mình bỏ vào giống như để họ tái chế lại đó, mấy đồ nhựa đó. Nhai hết chưa, nhai hết chưa? Em chưa nhai hết không nhai. Em nhai nhiêu tuổi rồi không nhai? Đầm Dạ năm. Nói tới dạ đàng năm. hoàng. Em đếm hết cho mama coi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, tám, mười chín, hai mươi. Quá tuyệt vời luôn hổng nhé. Hôm nay không ai dám chơi ai em nhé. Đi mua. Với non hổng nhé. Chà chua mắm, chà chua Dạ. mắm. Chà ăn ngon không mỏng nhé. Lớn lên làm nghề gì không nhé? Chị thơm mơ lên thơm phát phát em hai cái bé gái cái gì? Em trả lời đàng hoàng, nó ảnh nó nhanh nó lớn lên làm nghề gì không nhé? Bác sĩ thơm mơ lên thơm phát phát À, bác sĩ cho mama rồi cho em ba bé gái hát cái gì? Em muốn hát luôn hổng nhé. Rồi Phía cái nữa bà đó bữa hát em muốn hát cái ta. nữa nó không nhé. Bây giờ mình hát bài khác em nhé. Hát bài Pirate gì trong xe em hay chạy thì em chạy xe, papa chạy xe em hát bài đó bài gì? Easy. Hơi dạ đàng hoàng. Easy. Bài gì trong xe mà papa hay mở đó. Yeah. Đúng rồi bài đó nè. Yeah, maybe that's what cold fist. Even then, them first this. The suits that slap them in until they invite him. Yeah, oh, when they accept about him and come home of cheat and all his son. Wenn der Klabautermann kommt, versucht das Schiff zu sinken. Klabautermann, was willst du da? Das Schiff, das sinken, ist das wahr? Der Kobas braucht aufs Dessen Platz, da gibt's einen Riesenstreck. Ho. Wenn der Klabautermann kommt, Strom aufzieht an Horizont. Wenn der Klabautermann kommt, versucht das Schiff zu sinken. Na, 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 na. Na 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 na
nhé. Rồi, nói tạm biệt cô chú em. Tạm biệt cô chú. Rồi, hôn mưa gió luôn nhé. Hôn mưa gió nha mà. Cười ngái, em trai cười ngái ngang nhé.